Tiểu sử của bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương. Đầu năm 1980, tôi và gia đình rời bỏ quê hương yêu dấu sau 6 lần vượt biên khi tôi mới vừa tròn 13 tuổi. Tuy mới chỉ là một cậu bé, tôi đã chứng kiến những cảnh tàn phá khốc liệt do Cộng sản áp đặt lên trên dân tộc và quê hương tôi. Những tội ác tàn nhẫn của những tên hải tặc đối với những thuyền nhân tị nạn yếu đuối lênh đênh trên biển cả mênh mông. Những gì tôi đã thấy và đã nghe vĩnh viễn in hằn trong tâm khảm của tôi và đã giúp uốn nắn tôi trở nên con người ngày hôm nay. Sau khi đặt chân đến xứ Hoa Kỳ với không một đồng xu dính túi và một chữ tiếng Anh để làm vốn, cha mẹ tôi đã cực lực dốc sức đi làm để nuôi nấng năm anh em chúng tôi, cho chúng tôi có được cơ hội cấp sách đến trường, học lấy bằng cử nhân và hoàn thành giấc mơ ở xứ Hiệp Chủng Quốc này. Bài học mà tôi cảm nhận được từ cha mẹ tôi là cho dù cuộc sống có khó khăn đến mấy đi nữa, chúng tôi cũng không nên ngồi đó mà nguyền rủa, phàn nàn, đợi người phát thí cho không, mà nên nỗ lực chinh phục mọi khó khăn trên đường đời để đạt cho được sự thành công từ chính bàn tay của mình. Với hai bàn tay trắng, cha mẹ tôi đã gầy dựng nên một trong những công ty thành công nhất ở thành phố Đà Lạt, nơi tôi sinh trưởng. Khi Cộng quân cưỡng chiếm miền Nam, cha mẹ tôi đã lo liệu cho gia đình vượt biển để thoát khỏi sự quấy nhiễu của nhà cầm quyền Cộng sản và cũng để cho chúng tôi có một tương lai tươi sáng nơi một đệ tam quốc gia. Mặc dù mất đi tất cả tài sản và sự nghiệp sau 6 lần vượt biên, từ một gia đình sang trọng quyền thế biến thành một gia đình nghèo khó khi mới ngỡ ngàng đặt chân đến xứ tự do Hoa Kỳ, tôi không bao giờ nghe bất cứ một lời kêu ca phàn nàn nào từ ông bà. Ngược lại, cha mẹ tôi luôn luôn khuyên nhủ anh em chúng tôi phải ráng sức làm việc chăm chỉ để trở thành những công dân hữu dụng trong tương lai. Lời khuyên của cha tôi lúc nào cũng văng vẳng trong tim ốc tôi. Gia đình chúng ta đã từ bỏ và để tất cả những gì yêu dấu nhất lại nơi quê hương của chúng ta, để đi tìm tự do nơi xứ người. Và bây giờ, với sự tự do đang có, các con sẽ có lại tất cả. Giấc mơ ở xứ Hoa Kỳ của tôi bắt đầu từ một việc làm với đồng lương tối thiểu 3 đồng 25 tại McDonald's khi tôi đang học lớp 9. Sau đó, tôi dần dà tìm những việc làm khác khá hơn như nhân viên bán hàng ở trạm xăng, phụ tá văn phòng an sinh xã hội, nhân viên quét dọn nhà thương, công nhân sửa may quần áo, giày kèm, vân vân. Tôi liên tục vừa đi học vừa đi làm để kiếm thêm chút đỉnh tài chính phụ giúp gia đình từ khi mới bước vào ngưỡng cửa trung học cho đến khi ra trường đại học. Có lẽ vì lý do đó mà tôi luôn quý trọng giá trị đồng tiền và mỗi đồng xu kiếm được, tôi đều dùng để phụ giúp cha mẹ trang trải những chi phí hàng ngày. Tôi ra trường trung học với hạng ưu trong thời gian 3 năm rưỡi và tốt nghiệp kỹ sư điện tử lúc 22 tuổi. Một năm sau, tôi kết hôn với người bạn đời và cũng là người bạn gái đầu tiên của tôi, sinh đứa con đầu lòng, mua chiếc xe và căn nhà đầu tiên với số tiền lương từ việc làm kỹ sư đầu tiên. 2 năm sau, chúng tôi lại được Chúa ban cho một cặp trai sinh đôi thật hiền lành, kháo khỉnh và dễ thương. Những năm đại học đã giúp tôi tìm tòi và học hỏi về dòng chính trị Hoa Kỳ. Nhờ sự đào tạo huấn luyện trong hội sinh viên Á Châu suốt thời gian 4 năm đại học, tầm quan hệ chính trị của tôi ngày càng mở rộng và bắt đầu thành hình, và tôi sớm nhận thức chỉ có tham gia sinh hoạt chính trị thì mới có thể đem lại những ảnh hưởng và thay đổi cho một xã hội tốt hơn. Mặc dù lúc đó tôi chưa có thể giúp ích cho những bạn học, nhưng tôi đã nhận thức số phận tương lai của tôi cho một sự nghiệp chính trị
bởi vì lòng đam mê phục vụ công chúng đã lan rộng trong tâm thức ngày một mạnh mẽ hơn. Sau khi công việc làm tương đối vững chắc, tôi bắt đầu liên hệ đến những công việc chính trị dòng chính bằng cách giúp cho những ứng cử viên dân biểu quốc hội và thượng nghị sĩ tiểu bang qua những hình thức vận động cử tri như gọi điện thoại, phát tán truyền đơn, gõ cửa từng nhà, kêu gọi đi bầu hoặc điều hợp chương trình cho những buổi gây quỹ. Tôi đã khám phá và hiểu rõ những giá trị căn bản và hệ tư tưởng của Đảng Cộng Hòa. Những ứng cử viên Đảng Cộng Hòa mà tôi đã từng giúp đỡ như dân biểu Edward Royce, California, khu vực 39, từ năm 2003 cho đến hiện tại. Dân biểu Dana Robra Baker, California, khu vực 48, từ năm 1989 cho đến hiện tại. Và dân biểu Helen Bentley, Maryland, khu vực 2, 1985 cho đến 1995. Đây là những khuôn mặt Cộng Hòa sáng giá đã tạo sự hứng khởi cho tôi quyết định tham gia vào đảng, bởi vì họ có những chính sách ngoại giao cứng rắn và giữ vững lập trường bảo thủ. Tôi rất lấy làm vui sướng khi chứng kiến cảnh sụp đổ của những chế độ cộng sản khắp toàn cầu trong thập niên 90. Nhờ lập trường chống cộng sản vững chãi của Hoa Kỳ, phong trào dân chủ đã nở rộ trên khắp các nẻo đường thế giới và những quốc gia đó đã bắt đầu trở nên thịnh vượng. Rất tiếc, một số quốc gia cộng sản vẫn ương ngạnh bám víu vào hệ tư tưởng Marx, và Việt Nam là một trong những quốc gia đó. Để giúp quảng bá tư tưởng dân chủ, tự do và tạo niềm hy vọng cho hàng triệu người dân đang còn bị chế độ cộng sản trù dập, tôi cùng một số anh em đồng chí Hướng đã khởi xướng hai đài phát thanh phát sóng về Việt Nam qua hai tần số ngắn và trung bình. Đài phát thanh Diễn đàn Dân chủ 1992 cho đến 1996 và Đài phát thanh Đáp lời sông núi 2011 cho đến hiện tại. Dân biểu Helen Bentley, người mà tôi đã giúp khi mới ra tranh cử quốc hội, đã đệ trình đạo luật SR 5413 lên quốc hội năm 1990 khi bà đắc cử. Kết quả là đạo luật đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và Đài Á Châu Tự Do AFA được thành hình và tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đài bắt đầu phát sóng cho đến ngày hôm nay với một ngân sách khổng lồ hàng chục triệu một năm để nhắm vào các quốc gia đang bị nạn độc tài và cộng sản. Tôi rất lấy làm hãnh diện đã trở thành một nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ và đã liên tục tranh đấu hơn 27 năm nay. Tôi sẽ tiếp tục vai trò đấu tranh và là tiếng nói cho những giai cấp bị áp bức bóc lột, vì tôi tin rằng mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng như nhau. Sau 10 năm làm kỹ sư điện và con cái đã đủ lớn, tôi và Hiền Thê quyết định mở rộng tầm học thức và mang giấc mộng trở thành chủ nhân một cơ sở thương mại để có thể cung cấp một cuộc sống tốt đẹp cho con cái như cha mẹ tôi đã từng hy sinh cho tôi. Chúng tôi đã trở lại những ngôi trường đại học và tốt nghiệp với bằng cử nhân hóa học và sau đó được nhận vào trường nha khoa Loma Linda năm 2002. Ngày mà chúng tôi nhận tấm bằng nha sĩ, tôi bỗng thấy bầu trời mở cửa và chúng tôi đã nhìn ra một con đường đến tương lai đầy hứa hẹn. Tôi chợt nhớ ra điều mà cha tôi đã từng nói: với tự do, các con sẽ có tất cả. Tôi mãi mãi ghi ơn xứ Hoa Kỳ đã tạo cơ hội cho tôi và gia đình tôi, cũng như những hy sinh của cha mẹ tôi dành cho tôi thời còn niên thiếu. Nếu như cha mẹ tôi đã không lo ngại cho tính mạng mình để trốn thoát khỏi Việt Nam 6 lần, tôi đã không thể đạt được những thành quả to lớn và trở thành người thành công như ngày hôm nay. Tôi luôn luôn mơ tưởng trở thành một người phục vụ cho công chúng, giúp ích cho người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn và trở thành một người lãnh đạo hữu hiệu. Chắc nhờ vậy mà Thượng Đế đã tạo ra một lộ trình cho tôi đi,
từ một học sinh nghèo nàn trở thành một kỹ sư điện tử, từ một kỹ sư bình thường trở thành một vị bác sĩ nha khoa, và từ một công dân bình thường trở thành một người phục vụ cho cộng đồng chân chính. Suốt cuộc đời của tôi chưa từng được hưởng bất cứ diễm phúc gì mà không do chính mồ hôi và nước mắt của mình tự tạo ra. Tôi tin tưởng rằng, với căn bản đạo đức làm việc, tính can trường, lòng kiên nhẫn và một uy tín xuất sắc trong cộng đồng, tôi sẽ là một dân biểu tiểu bang đại diện đúng đắn cho những cư dân khu vực 149 trong Quốc hội của tiểu bang Texas. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương.